Chào mừng anh em đến với DemonStore.shop. Và nếu như anh em muốn mua robot một cách uy tín và đầy chất lượng, hãy đến với DemonStore.shop. Và nếu anh em muốn mua Roblox, Game Pass một mặt uy tín, hoặc là anh em có thắc mắc gì về nạp thẻ, thì hãy nhấn vô bắt đầu chat và chat với trực tiếp với DemonStore.shop nha. Ok, bắt đầu video thôi, let's go. Hello và xin chào tất cả các anh em bên kênh của mình, Dân Cậy TV lại mình đây. Và ok, hôm nay mình sẽ làm về video là khi chúng ta đã hết event rồi chúng ta sẽ làm gì bây giờ. Ấy giờ chúng ta đã rất là gọi là không còn gì để làm rồi. Tại vì khi có event á, anh em còn đổi được ít hay kinh nghiệm để các anh em cày. Hoặc là anh em có thể đổi những trái quỷ nữa anh em muốn, như là hôm trước mình nhớ có trái, mình nhớ có stock nha, stock trái Soul này, Phantom như không có, mình đều như không có, Shadow này, nói chung là các thứ. Thì bây giờ chúng ta nên làm gì trong thời điểm này? Tại vì bây giờ Blackfoot đã hết event, cũng như là bây giờ nếu mà anh em đã có trang bị cho mình 1000 cái điểm này thì anh em cũng không cần quan ngại gì thêm. Nhưng mà nếu anh em không có 1000 điểm này thì làm sao đây? Đấy, hôm trước thì lúc mà vừa hết event ấy, mình may mắn anh em à. Lúc mà vừa hết event luôn, lúc mà hôm qua mình nhớ là hôm qua đúng còn 30 phút mình đi, mình nói 930 cái hay sao ấy, thì mình đi kiếm hồi xong nó tăng lên 1000 thì mình đã ngưng lại và mình đã biết chắc chắn rằng sẽ hết event này. Và stop tiếp theo là như mình nhớ stop Mochi sau điện nó mất cái event luôn, em khá là xui ấy, nó rất là xui ha. Tính ra mình định mua Mochi mình xài rồi để hồi vào trái đa gần cũng được ha, ở trái đa gần mình mua từ cái stop mà lúc hồi trước ấy. Rồi thì đến cái câu hỏi là nên làm gì tiếp theo trong tựa game Blackfoot này. Thì chúng ta nếu mà chúng ta đã đủ điểm F, chúng ta đủ một belly, bây giờ hiện tại mình đã farm rất là nhiều belly ha, mình cực kỳ tích cực farm luôn ấy, farm cho lên 600 mastery này, giờ về khu kia cũng khá mệt ấy. Đó, thì nếu anh em đã đủ điểm F, đủ mastery, đủ nguyên liệu thì lưu ý anh em nên chuẩn bị cho mình 4 cái gương này ha, 4 cái gương, tức nghĩa là phải quýnh 4 con Katakuri cùng lúc, căng á, cái này thì rất là căng, đấy, này phải kiếm 4 cái này, và anh em kiếm cho mình nhất khoảng 2 cái này thôi. Để có khi nếu mà nó có dùng đắt phát mình cho cái tộc ru thì mình còn hồng ngờ được ha. Mình không biết là mảnh rương này có dùng cho tộc gì ha, mảnh rương này sẽ dùng cho tộc gì, hay là cái đắt phát mình là dùng cho tộc gì. Và chúng ta vẫn chưa biết cái Alucard này phát mình này dùng cho việc gì luôn anh em. Đấy, chúng ta vẫn chưa biết đó. Giờ cái dùng này, cái này á, là anh em dùng lấy cái kiếm song kiếm của Odin ấy, gọi là vậy, mà chúng ta vẫn chưa biết tác dụng là gì. Và khi anh em lấy xong cái Golden á là cái này sẽ không tốn ha, đấy chúng ta vẫn chưa biết tác dụng gì luôn đấy, chứ dù bây giờ tới bây giờ vẫn chưa biết, nên chúng ta vẫn phải để dành tất cả nguyên liệu ha. Thì những nguyên liệu anh em hãy kiếm cho mình trên 40 hết, ví dụ như Ring Power này không kiếm đâu, chắc anh em sẽ kiếm cho mình là Mystic Robert nè, hay là Coca 40 cũng được đấy. Mini stud này, fit sale này, nói chung là tất cả trên 40 hết đi cho nó an toàn. Ví dụ mà cần nguyên liệu gì mà kiếm cho lẹ ha. Hiện tại chúng ta còn khoảng 1 tháng để rảnh lận, anh em nên kiếm đi tập full moon hay là những cái view A mà có full moon anh em đi kiếm ấy, sẽ rất là lợi thế cho anh em luôn cho về sau này. Anh em vừa mở cổng anh em vô anh em lấy V4 liền đúng không, nó cần mới ngừng ngại. Pasta con à, cất vô anh. Thì tới đây anh em cũng thắc mắc một điều rằng là cái event cheat mode này chúng ta sẽ đợi bao lâu đây. Thì chúng ta sẽ nói về cái dịp tết tay lần này. Tết tay lần này thường thường á, mỗi năm á, mình nhớ là mỗi năm thì Blackfoot á, cứ update cheat mode á là sẽ trước tết tay 15 ngày. Tức nghĩa là khi update cheat mode xong là 15 ngày sau sẽ là tết tay. Nhưng mà có vài trường hợp anh em có mấy năm trước, mình không nhớ rõ lắm, là khoảng sau 15 ngày tết tay, tức nghĩa là tết tay sau xong, sau 15 ngày xong cái tết tay đó thì 15 ngày sau mới chỗ tới tựa cheat mode ha. Thì nếu mà tùy theo vào cái chất lượng mà admin muốn làm, nếu mà admin muốn làm cái chất lượng mà như cái event lần này thì mình chịu anh em, mà nó không còn gì đổi cho mình luôn ấy. Thậm chí là giờ các bạn cũng than rằng là cái event lần này chúng ta cũng không còn gì để đổi đúng không đấy. Cho nên nếu mà anh em muốn admin chất lượng á, mà chất lượng cao với cái event này thì đừng có gấp admin. Tại vì mình nhớ hôm trước có công đích gọi của admin, có vài bạn rất là gấp cái event cheat mode, nên admin đã tạo ra cái event này để ngầm cho gọi là cho các bạn chơi sự kiện thôi, chứ không thực ra là admin cũng không quan tâm event này lắm. Tại vì sao? Tại vì nếu admin quan tâm đến event này á, là admin đã thông báo Discord là event này sẽ kết thúc đúng không? Nhưng mà lần này nha, để mình lên Discord mình xem lại coi đúng không. Lần này trong cái account của admin không hề thông báo về cái việc là event này đã kết thúc,
Tức nghĩa là thường thường á, nếu mà event cho mỗi tựa game á, anh em để ý đi, thì nếu mà có event đó thì mình sẽ thông báo bắt đầu sau một tuần sau, admin sẽ nói 3 ngày sẽ kết thúc, rồi 2 ngày rồi 1 ngày rồi kết thúc, rồi đó admin sẽ ghi là event đã kết thúc đúng không. Nhưng mà admin mình cảm thấy là không hề quan tâm đến cái event này ha, nên cho nên chúng ta hãy đợi chờ đợi được kết quả tốt nha anh em. Ok, bye bye và chúc anh em có ngày vui vẻ. Và trong thời gian rảnh rỗi lần này, anh em hãy kiếm được nhiều Bali, cũng như là kiếm cho mình một cái full moon và thêm một đảo biển để lấy được tộc V4 cách nhanh nhất nha. Ok, bye bye, chúc anh em có ngày vui vẻ nha.